Hello, xin chào quý vị. Quý vị ơi, và trước màn hình quý vị đây là một sản phẩm Camry được sản xuất vào năm 2016, xe đi được 106.000 km. Và đây là Camry 2016 nên ngoại hình xe thì theo quý vị thường nói là đây là mẫu Camry mặt cười, trang bị cho mình màu đen, mang biển số tỉnh. Xe này là 2.0e nha quý vị, với giá bán niêm yết tại đại lý Toyota Tân Cảng chỉ 750 triệu đồng. Một mẫu xe Camry phải gọi là cực đẹp, có giấy chứng nhận của Toyota Tân Cảng, không đâm đụng, không tua km, động cơ và hộp số vẫn còn nguyên zin, có giấy chứng nhận vừa cho quý vị hẳn hồi, không thị kích, không tua km, động cơ và hộp số vẫn còn nguyên zin, an tâm và chất lượng, chỉ có xe ở Toyota Tân Cảng nha quý vị. Và đây là một mẫu xe phải gọi là phân khúc sedan nổi tiếng nhất của Toyota. 2016, xe vẫn trang bị cho mình động cơ Dual VVT-i 2 cam thông minh, rất tiết kiệm và rất đẹp. Rồi, để học vẫn như thường lệ, xin mời quý vị cùng đánh giá qua phần đầu xe nè. Coi đi vào chi tiết những cái xe mắc tiền như thế này, đi vào chi tiết coi nó cái chất lượng nó còn được như thế nào nha quý vị. Đầu tiên, học xong, xin mời quý vị cùng đánh giá qua phần cụm đèn pha bên phải, đi dài qua cụm ga lăng. Logo, để học cố gắng lia cái máy thật chậm để cho quý vị đánh giá qua chi tiết. Xe thì chúng ta phải coi cái mặt tiền trước nha quý vị. Đó, cái mặt tiền trước nha, đi coi xe. Rồi, tiếp tục cụm ga lăng phía dưới này, sơn tĩnh điện ốp mạ rơm. Đó, có một vài vết chày nè, học đã thấy được đây. Đó, xin lỗi quý vị, học nhầm, ở đây là cái mối liên kết nha. Ở đây là cái mối liên kết, đây là mối liên kết, tại vì học thấy được bên đây. Bên đây nó cũng có này. Xin lỗi. Cái đó là cái mối liên kết chứ không phải chày nha quý vị. Rồi. Phần đầu xe cực kỳ tuyệt vời ha, qua phần hông xe. Chúng ta sẽ có được chiếc xe trang bị lớp là R16 mâm đa chấu kép. Đó, thân xe nhớ vị. Đó, từ phía trước tới phía sau màu đen rất là liền mạch. Xe thì Camry có một cái khung cửa, khung kính cửa và nó tạo ra thành một khối kính. Trông rất là mạnh mẽ. Tay nắm cửa mạ rơm. Rồi, xin mời quý vị cùng đánh giá qua phần nội thất. Tấp bi cửa bên phải, cửa trước bên phải, tự động một chạm chống kẹt. Đó, rất đẹp nha quý vị. Rồi, nội thất, ghế da đục lỗ đối với người ngồi bên tay, vẫn có chữ bên phụ, vẫn sử dụng cho mình ghế điện 8 hướng điều chỉnh tự động. Rồi, mình coi túp lô phần phía bên phải nha quý vị, phần bên chỗ người tài ngồi đây. Đó, ốp gỗ sáng bóng. Học cố gắng lia thật chậm. Quý vị nên mua những chiếc xe đã qua sử dụng, chẳng hạn giống như Camry. Quý vị coi những cái thảm này quý vị. Đó, nó phải sạch như thế này nha quý vị, mới gọi là xe dữ. Đó, cái thảm này ví dụ như nó dính dơ quý vị giặt ra, nhưng mà nó không còn đẹp như thế này đâu, nó sẽ bị bong liền, bị bong ra. Đó, ngựa, ốp tay da zin. Quá tuyệt vời. Ghế da đục lỗ nha vậy, zin theo xe nha. Rồi, tiếp tục. Xin phép túp lô cửa sau bên phải Camry thì chúng ta sẽ có cái tẩu mồi thuốc. Chúng ta có hút thuốc thì cái này nó nên mình gạt thằng thuốc rồi mình lấy ra ngoài mình đổ này. Rồi, chỉ có Camry mới có thôi nha quý vị. Đó, cửa thì cũng auto một chạm chống kẹt. Đó, rất tuyệt vời. Ốp bạc, bọc và ốp gỗ, tay nắm cửa mạ rơm, chắc chắn rồi, Camry là một trong những dòng xe cao cấp mà. Camry 2.0e vẫn là Camry cao cấp nha quý vị, vẫn là dòng cao cấp nha, nó chỉ thua Camry Q thôi. Đó, quý vị thấy không? Phần hàng ghế thứ hai có một cái độ ngã. Khi chúng ta đi những cái phân khúc sedan hạng C thì chúng ta có cái độ ngã của ghế rất là dài và cái khoang rất là rộng luôn.
Camry 2.0 E cũng có một cái bệ tựa tay trông rất là xịn sò ha. Mặc dù là không có điều chỉnh cái lưng ở phía sau giống như Camry Q, nhưng mà nó vẫn toát lên một cái nét xe sang. Cửa gió cho người ngồi phía sau, ốp gỗ, rồi ra zin theo xe á quý vị. Để học phải cặn cái ghế, những cái chỗ này là nên đáng coi nhất nè. Chỉ có 750 triệu chúng ta sở hữu một cái form xe Camry. Khoan, cốp sau. Quý vị coi ha, trước khi học mở lên cái khoang bánh xe cua thì quý vị nhìn xem những cái tấm nỉ ở phía trong cái cốp nè, rất là sạch sẽ. Bánh xe cua đầu người nè, đó, đầu người rất đẹp, ít sử dụng. Mâm vỏ xe, vỏ xe này sản xuất ở tầng thứ 6 năm 2016. Mâm thì cùng với lại mâm đang sử dụng. Vỏ xe này là một vỏ xe zin nhé vậy, vỏ xe cua này là vỏ zin. Rất là đẹp. Vỏ xe này mặc dù đi 100 mấy ngàn, nhưng mà tuy nhiên thì xe Camry đã được chủ bảo quản rất là kỹ. Không nói cơ bản thì những chiếc xe đi 100 mấy không quan trọng, quan trọng nhất nói chung thì km nó thấp hơn thì phải tốt rồi, nhưng mà quý vị phải coi được cái lịch sử của nó, giống như là bên chỗ Toyota tăng cản của Hồng. Mặc dù chiếc xe này đi 100 mấy, tuy nhiên thì chiếc xe phải gọi là cực chủ giữ rất là kỹ quý vị ơi. Đó, cụm đèn lái nè, sao trái nè, để học cố gắng lia thật chậm cái máy để cho quý vị đánh giá chi tiết luôn. Đó, chữ Camry, học lia những cái phần mà phải gọi là đắt tiền ở ngoài thất nè, những cái ốp mạ rơm, những cái cụm đèn nè. Xe này ống xả kép nha quý vị. Có cảm biến lùi. Rồi phần sau. Xe Camry màu đen là hết ý rồi, hết bài. Chỉ sợ nha, cô chú anh chị không hợp với màu đen thôi, nhưng mà đi Camry nên đi màu đen. Nó ngầu. Màu vàng cát thì nó cũng rất là đẹp. Đối với màu vàng cát của Camry nó rất là lạ, nó cứng xe chứ không có giống như màu gần cát của mấy chiếc xe như là Vios. Cái màu nó mịn hơn quý vị, giống như là do cái dáng xe nó cứng rồi thêm cái màu nữa thì mình nhìn nó chắc hơn. Đó, còn đây là túp lô. Túp lô cửa trước bên trái. Cũng có mồi thuốc, đèn chào mừng giữa cửa. Rồi, học xin phép quay cái ghế da phía sau bên trái. Ghế da đục lỗ nha quý vị, thảm rất là sạch. Cực kỳ sạch luôn. Camry là phải mua những chiếc xe sạch như thế này nè. Mà con bên Toyota tăng cản bên học á, quý vị mua xe cũ sẽ có một lợi thế là bên học làm gói Maruguri 100%, tất cả các sản phẩm bên học đều làm Maruguri. Quý vị không phải oan ngại về những cái vấn đề mà thí dụ như mình mua xe cũ nó có rất là nhiều vấn đề, quý vị không có nói đến vấn đề đâm đụng tai nạn hoặc là vướng hồ sơ nợ xấu hoặc là xe nó còn tốt hay không về chất lượng xe. Nhưng mà nó có một điều quan trọng, quý vị đi mua xe cũ á, ví dụ như cái nội thất xe này mình đâu có biết là lúc trước chủ trước có thí dụ như có bệnh về đường hô hấp hay không. Đó, chúng ta mua chiếc xe cũ ở ngoài không biết là cái chiếc xe đó chủ trước nó là ai đi, chúng ta cũng có thể bị coi những cái bệnh mà đường hô hấp nó, nên cố gắng là mình phải gọi là tuyệt đối đó. Thì quý vị mua những chiếc xe bên học thì có bên học có diệt khuẩn khử mùi rồi cho quý vị hết, quý vị không cần phải e ngại vấn đề đó ha quý vị. Một điều mà mua bên Toyota tăng cản thì quý vị không cần phải lo những cái bệnh về vận hàng đường hô hấp hoặc là mồ hôi của người khách trước đi còn trong xe. Để yên tâm, bên học làm là theo chuẩn Maruguri. 100% tất cả các sản phẩm bên học đều làm. Nên quý vị yên tâm. Xe vẫn có hơi động bằng nút bấm thông minh, đồng hồ ốp đi trong. Ghế chỉnh điện, đối với ghế bên tài thì sẽ có bơm lưng.
tốc lô phía trước bên tay. Đóng cái cửa, mà cái cửa này là cái cửa đóng mở nhiều nhất của chiếc xe này. Còn chất lượng như thế nào ha? Dạ vâng, Học xin báo lại sản phẩm này thêm một lần nữa cho vị. Vì Học muốn đi keo chỉ xe này nữa, nhưng mà lo do bên đây mấy anh công trình đang hoạt động nè. Đó, nó rất là ồn ào, mong quý vị thông cảm nha. Thì Học xin báo lại sản phẩm này thêm quý vị một lần nữa. Camry được sản xuất vào năm 2016, mang biển số tỉnh cá nhân. Xe này mang biển số tỉnh nha quý vị. Với giá bán 700 triệu đồng, đối với xe đi chỉ mới 106.000 cây, cũng phải gọi là không quá nhiều đâu quý vị ạ. Đối với sản phẩm Toyota 106.000 cây, quý vị cũng yên tâm vì bên Học có cam kết cho quý vị về chất lượng xe và đã kiểm tra 176 hạng mục. Rồi, Học xin kết thúc video tại đây. Nếu quý vị nào cảm thấy sản phẩm này phù hợp, hãy gọi cho Học với số điện thoại phía bên trên màn hình nha. 2016 thì quý vị còn có thể vay lên đến là 4 năm hoặc là 65% giá trị xe. Rất là tuyệt vời. Vâng, Học một lần nữa xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.